Số hiệu trên cổ tay dự báo số mệnh giàu sang, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Số 1 rất hiếm gặp. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, đường vân cổ tay là đường kẻ ngăn cách giữa cánh tay và bàn tay. Thông thường, mỗi người có từ 2 đến 3 đường vân cổ tay. Số đường vân và độ đậm nhạt của mỗi người là không giống nhau. Trong nhân tướng học, đường vân cổ tay cũng phần nào nói lên được tương lai, vận mệnh giàu, nghèo của một người. Vậy các bạn cùng đoán xem liệu trong tương lai mình sướng hay khổ, giàu hay nghèo qua đường vân cổ tay. Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Vân cổ tay là những đường ngang trên cổ tay ở vị trí ngăn cách giữa bàn tay và phần còn lại của cánh tay. Những đường vân này được cho là ẩn chứa nhiều điều thú vị về cuộc đời của bạn. Cụ thể, người ta cho rằng số lượng vân cổ tay sẽ tiết lộ tuổi thọ của bạn. Nếu đường vân đầu tiên rõ ràng, không bị gián đoạn, bạn sẽ sống ít nhất 23 đến 28 năm. Với các đường vân tiếp theo, lần lượt tương ứng là 46 đến 56 năm, 69 đến 84 năm và hơn 84 năm. Không chỉ vậy, từng đường vân còn nói lên rất nhiều điều về vận trình của mỗi con người. Đường vân cổ tay đầu tiên. Đường vân cổ tay đầu tiên là đường vân cổ tay mà ai cũng có. Đường vân này tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ. Cụ thể, với cả nam và nữ, ai sở hữu đường vân cổ tay đầu tiên rõ ràng, dài, thẳng là người có sức khỏe tốt. Đối với phụ nữ, nếu đường này có xu hướng cong vào phía lòng bàn tay hoặc đứt gãy, không rõ nét thì đó là dấu hiệu cảnh báo về các vấn đề phụ khoa như khó thụ thai, kinh nguyệt không đều. Đối với nam giới, đây là dấu hiệu về bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt hay các vấn đề về sinh sản. Đường vân cổ tay thứ hai. Nếu đường vân thứ nhất tượng trưng cho sự trường thọ, thì đường vân thứ hai lại nói lên sự may mắn, giàu sang của một người. Nếu đường này đậm nét, dài và liền mạch, bạn là người thường xuyên gặp may mắn trong cuộc sống. Trong tương lai, bạn là người giàu hoặc nếu không cũng có cuộc sống sung túc, khá giả, tiền tiêu không thiếu. Cụ thể, nếu đường vân này rõ nét, dài và liền mạch, chứng tỏ bạn rất gặp may mắn. Bạn là người rất dễ có số trở thành đại gia, không thì cũng có cuộc sống sung túc, không phải lo nghĩ về tiền. Ngược lại, nếu đường vân thứ hai đứt đoạn, mờ, thì vận trình của bạn khá chật vật, muốn đạt được thành công phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Nếu đường vân này xoắn như mắt xích, bạn đích thực là một con ong chăm chỉ. Bạn là người không ngại khó, ngại khổ, chỉ cần có cơ hội, nhất định bạn sẽ dốc lòng, dốc sức để đến được đích. Đường vân cổ tay thứ ba. Nếu đường vân thứ hai đại diện cho sự giàu sang, may mắn, thì đường vân này đại diện cho công danh, sự nghiệp. Đây không phải là đường vân phổ biến, những người sở hữu đường vân này được cho là sẽ thành công hơn những người còn lại. Nếu đường vân thứ ba liền, rõ nét, khả năng thành công trong sự nghiệp của bạn là rất cao. Không chỉ giàu có, bạn còn hứa hẹn là người có tầm ảnh hưởng với những người xung quanh, có quyền thế. Ngược lại, nếu đường vân này đứt đoạn, bạn vẫn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sẽ phải trải qua khá nhiều sóng gió. Đường vân cổ tay thứ tư. Đường vân cổ tay thứ tư là đường vân hiếm gặp. Người sở hữu nó là người sinh ra vốn đã được ban nhiều may mắn, phước lành. Đường vân này tượng trưng cho cuộc sống viên mãn. Đặc biệt, nếu sở hữu đường vân thứ tư rõ nét, dài, liền thì cuộc sống của bạn sẽ viên mãn vô cùng, gia đình hạnh phúc, tiền tài đầy đủ. Đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, con cái sinh ra được hưởng phúc của mẹ cha. Quý vị thân mến, không chỉ có đường vân cổ tay mới báo hiệu vận mệnh của một người, bạn có thể thông qua lòng bàn tay của một người cũng có thể dự đoán được người đó là người như thế nào. Đặc biệt, theo nhân tướng học, nếu lòng bàn tay sở hữu những đặc điểm này thì con đường sự nghiệp của bạn vô cùng thuận lợi. Vậy đó là những đặc điểm đặc biệt nào
Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Đường chỉ tay mang lại phú quý. Với những người muốn dự đoán con đường công danh, sự nghiệp, đường chỉ tay chỉ đạo, tức là đường chỉ tay nằm chính giữa hai đường chỉ tay còn lại, chính là đường sẽ dự đoán cho bạn về tiền bạc, của cải, vật chất. Đường chỉ tay tiền bạc này được kéo dài từ vị trí dưới cùng của ngón tay cái hoặc từ chính giữa mu bàn tay trải đến giữa lòng bàn tay. Nếu đường chỉ tay chỉ đạo của bạn là đường nằm ngang hoặc đường dọc thẳng đứng hoặc song song hay đan xen, cũng có thể là sắp xếp cạnh nhau, thì đây chính là những đường chỉ tay đặc biệt. Rất ít người có được đường chỉ tay đặc biệt như vậy, và nếu bạn sở hữu những đường chỉ tay như thế, chắc chắn bạn sẽ là người làm chủ của cải cũng như quản lý tài chính rất tốt. Thêm vào đó, nếu những đường chỉ tay càng đậm và sâu thì càng thể hiện bạn sở hữu rất nhiều của tài sản, vật chất. Đường chỉ tay kiểu hình chữ M. Một kiểu hình đường chỉ tay đặc biệt là kiểu hình chữ M. Đây là dạng chỉ tay vô cùng hiếm và có rất ít người có. Nếu ai có được đường chỉ tay tạo nên hình chữ M như thế này, chứng tỏ họ luôn là người nổi bật trước đám đông, vô cùng tài năng và suy luận cực kỳ nhạy bén trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ sẽ là những cá nhân có trong mình phẩm chất lãnh đạo, tầm nhìn xa trông rộng và hơn thế nữa, có thể điều khiển được công việc lớn lao. Đường chỉ tay hình chữ nhất. Theo quan niệm dân gian xưa, người có đường chỉ tay hình chữ nhất đều nằm ở nhóm người có khí chất thông minh và tài năng siêu việt. Họ thường là các tổng thống hay những nhà quân sự tài ba. Đặc biệt, phần lớn đàn ông có đường chỉ tay ngang nhiều hơn phụ nữ và họ luôn luôn là những người có phi thường trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn. Đây là mẫu người có bản lĩnh mạnh mẽ và lý trí quyết tâm vượt qua mọi gian lao, thách thức. Không bao giờ trong suy nghĩ của họ có hai từ bỏ cuộc và không dễ dàng để có thể khiến những người này phân tán tư tưởng. Chính vì vậy mà họ luôn làm nên những điều kỳ tích cho cuộc đời, đồng thời cũng là những nhà lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, ở nam giới, những người có đường chỉ tay ngang vốn dĩ là người có chuyện tình duyên tương đối phức tạp và không hề diễn ra tốt đẹp như mong muốn. Ngược lại, với nữ giới, nếu nữ giới sở hữu những đường chỉ tay ngang thì họ sẽ gặp thuận lợi, suôn sẻ trên cả con đường công danh lẫn hôn nhân. Ngoài ra, họ còn được quý nhân phù trợ nên cuộc sống vô cùng êm đềm, no đủ. Đường chỉ tay sáng tạo. Với những người có các đường chỉ tay song song hoặc có thể hơi nghiêng hay thẳng đứng, vị trí nằm ở giữa ngón tay út và đeo nhẫn thì đây chính là đường chỉ tay sáng tạo. Kiểu đường chỉ tay này có ý nghĩa đặc biệt như tên gọi. Nó tượng trưng cho sức sáng tạo và bùng cháy, đam mê không ngừng nghỉ của người sở hữu. Đây thường là những người tiên phong và đi đầu trong mọi xu thế. Cũng chính vì vậy mà họ được xếp trong nhóm những người làm nghề như sáng chế, văn minh, nhà văn, nhà thơ, sáng tác nhạc. Đường chỉ tay quý nhân. Đối với những người có đường chỉ tay nằm dưới ngón cái, song song với đường sinh mệnh, thì điều đó hàm ý rằng chủ nhân của nó luôn có quý nhân che chở, theo dõi và bảo vệ. Họ là kiểu người thu hút đối phương nên rất dễ kiếm được bạn bè và ngoại giao rộng mở. Điều đó khiến cho cuộc sống của họ dù khó khăn cũng sẽ luôn có người giúp đỡ nhiệt tình. Đặc biệt hơn, người có thể giúp đỡ bạn rất dễ là khả năng là người bạn đời đích thực trong tương lai. Tinh văn. Nếu các tinh văn, những chỉ tay hình ngôi sao xuất hiện tại gò Thái Dương hoặc gò Mộc Tinh, đều biểu thị người này có phúc vận vô cùng tốt, sẽ có được những vận may và cơ hội nằm ngoài ý muốn, kiếm tiền rất dễ. Chỉ là nếu sau khi tay xuất hiện tinh văn mà người đó không giỏi nắm bắt cơ hội, nỗ lực hành động thì sẽ cũng không có kết quả gì và nó sẽ dần mất đi. Nếu như phần đầu đường trí tuệ có nhánh kéo dài và hướng lên trên, biểu thị người này có đầu óc kinh doanh vô cùng tốt và có quan niệm về tiền bạc rất rành mạch, có thể lợi dụng tất cả mọi cơ hội để kiếm tiền, thường kiếm được tiền nằm ngoài dự tính. Tuy nhiên, mẫu người này rất tiết kiệm tiền, ít tiêu tiền, đường thẳng xuyên qua chính giữa bàn tay. Theo nhân tướng học thì đường định mệnh là đường thẳng xuyên qua chính giữa bàn tay. Đường này bắt đầu từ cuối lòng bàn tay, gần cổ tay và chạy theo lòng bàn tay lên phần gốc các ngón tay. Đường định mệnh liên quan đến sự nghiệp, công việc, tham vọng và định hướng cuộc đời. Nó cũng chỉ ra niềm tin và những khả năng của họ. Người có đường định mệnh chạy thẳng giữa lòng bàn tay cho thấy đây là người có ý thức rõ ràng về mục đích cũng như hướng đi trong cuộc đời. Nếu đường chỉ tay đậm và rõ nét,
Điều đó cho thấy miễn là bạn làm việc chăm chỉ để hướng đến mục tiêu của mình, bạn nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn, thỏa mãn được ham muốn của bản thân và có cuộc sống hậu vận sung sướng, nhàn nhã. Đường chỉ tay là thứ được hình thành ở trên bàn tay của mỗi con người ngay từ lúc sinh ra cho đến cuối cuộc đời. Nó không thể biến dạng và thay đổi để cải biến vận mệnh. Vì vậy, mỗi người sinh ra đã có những vận trình riêng của mình. Tuy nhiên, đường vận mệnh đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Chúng ta có quyền lựa chọn cho mình con đường đi. Đường tiền bạc là những đường chéo xuất hiện ở cốc ngón tay đeo nhẫn. Những người sở hữu càng nhiều đường tiền bạc thì tài vận càng vượng, tiền kiếm được càng nhiều. Trong công việc, họ là người tài năng, giỏi giang, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Có nhiều đường tiền bạc. Người sở hữu nhiều đường tiền bạc thường là những người tài không đợi tuổi, sự nghiệp thăng tiến và thành công sớm hơn so với những người cùng tuổi. Mặt khác, người có đường chỉ tay này thường có phúc đức từ tổ tiên để lại. Đàn ông thì gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ. Nếu là phụ nữ, bạn có số vượng phu sẽ cưới được người chồng giàu sang, thành đạt, có trách nhiệm với gia đình. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.